Người Sài Gòn mua đồ tích trữ đông hơn dịp Tết Nguyên đán, đợi 3 tiếng vẫn chưa đến lượt thanh toán. Lợi bất cập hại khi hàng ngàn người chen lấn xét nghiệm để lấy giấy thông hành, bởi bất kỳ ai cũng có thể là F0. Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 xe chở bệnh nhân COVID-19 xếp thành hàng dài, mệt mỏi chờ đợi trước cổng bệnh viện dã chiến số 2. Kính thưa quý vị, dịch bệnh lây lan quá nhanh và quá mạnh đã khiến cho hàng loạt siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa, các chợ đầu mối phải dừng hoạt động. Lúc này người dân Sài Thành đang tranh thủ đi mua đồ tích trữ, có người xếp hàng 3 tiếng vẫn chưa mua được hàng. Theo báo Dinh, tối qua ngày 6 tháng 7, một siêu thị ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đã chật kín người mua sắm, nhiều người xếp hàng 3 tiếng vẫn chưa đến lượt thanh toán. Họ phải thốt lên rằng chưa bao giờ thấy cảnh tượng đông như vậy ở siêu thị này, kể cả trong đợt cao điểm của Tết Nguyên đán. Chị Kim Oanh, một người mua hàng chia sẻ: "Tôi xếp hàng gần 2 tiếng rồi mà mới chỉ được 1/3 quãng đường. Thời điểm dịch bệnh mà tập trung đông đúc như vậy, tôi thấy rất lo lắng, nhưng giờ chợ đóng cửa hết thì biết đi đâu ngoài siêu thị." Một số người dân chia sẻ rằng họ phải tranh thủ đi mua thực phẩm cho nhiều ngày tới, bởi một số siêu thị đang tạm dừng hoạt động trong khi chợ truyền thống cũng phải đóng cửa. Kính thưa quý vị, đến khoảng 20:30 tối qua ngày 6 tháng 7, mặt hàng thịt heo tại siêu thị ở quận 7 đã được bán hết sạch. Khu vực rau củ quả và mì gói cũng sắp cháy hàng. Đến 21:30, hàng trăm người vẫn còn xếp hàng dài để chờ thanh toán. Trước tình trạng này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại thay vì mua hàng trực tiếp, nhằm hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm tại các điểm bán lẻ. Kính thưa quý vị, một cảnh tượng chen chúc còn đông hơn cả siêu thị, đó là tại những điểm xét nghiệm để lấy giấy thông hành. Kể từ đầu tháng 7, nhiều địa phương như Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu áp dụng quy định những người muốn vào địa bàn của các tỉnh này phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 hay còn gọi là giấy thông hành. Đồng thời, giấy xét nghiệm chỉ có giá trị trong 3 đến 7 ngày. Yêu cầu này chính là nguyên nhân dẫn tới hàng ngàn người chen lấn để được xét nghiệm, và nếu âm tính sẽ có được giấy thông hành. Tuy nhiên, hiện tượng này đang khiến các chuyên gia y tế hết sức lo ngại. Giáo sư Nguyễn Anh Chí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Nhìn vào các bức ảnh hàng nghìn người xếp hàng chen lấn để lấy mẫu xét nghiệm, tôi e ngại lấy mẫu này chính là môi trường dịch lây lan và bùng nổ." Từ góc độ chuyên môn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng việc này cần có hướng dẫn của các nhà chuyên môn để làm cho chuẩn, đừng làm theo phong trào mà không đúng còn tệ hơn không làm. Kính thưa quý vị, tình trạng quá tải tại Thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện tại các bệnh viện. Chiều tối qua ngày 6 tháng 7, tổng cộng 50 phương tiện gồm xe cấp cứu, xe khách chuyên dụng loại 16 chỗ, 45 chỗ, đậu dài khoảng 500m, trên đó có chở hàng trăm bệnh nhân COVID-19 chờ cả giờ đồng hồ để được đưa vào bệnh viện dã chiến số 2. Từ 18 giờ đến 19 giờ mới chỉ có 2 xe được đưa vào bệnh viện. Tình trạng này đã khiến nhiều tài xế cùng nhân viên y tế chờ đợi trong mệt mỏi. Trước đó ngày 5 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố chính thức đưa bệnh viện dã chiến số 2 vào hoạt động. Ngay ngày hôm sau, tức là ngày 6 tháng 7, các lực lượng y tế, hậu cần đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện dã chiến này để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Kính thưa quý vị, tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm trong vòng 24 giờ trong những ngày qua luôn duy trì ở mức trên 1.000 ca, khiến giới chức thành phố đang phải tính đến biện pháp mạnh hơn, bao gồm cả phong tỏa diện rộng. Điều này càng chứng tỏ biến chủng Delta nguy hiểm hơn rất nhiều so với các đợt bùng phát trước. Vậy nên kính mong quý độc giả có sự chuẩn bị và bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân và gia đình. Kính chúc quý vị bình an. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.